TD xin chào tất cả mọi người nha. Thì video hôm nay là ngày 20 tháng 9 anh em ha. Thì TD cũng ra vài con điện thoại, mong rằng anh em xem được con nào. Thì anh em cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại phía dưới đây. Ha, đây là số điện thoại của mình và cũng như là Zalo của mình. Đó, thì con điện thoại mình có đánh số thứ tự nha. Có đánh số đàng hoàng hoặc là anh em cứ nói rõ. Ví dụ như là hôm nay là video ngày 20 tháng 9 đúng không? Anh em cứ nói là TD con số 23 ha, con số 23 video ngày 20 tháng 9 còn hay là hết. Hay là anh em cứ nói rõ là TD ơi con Samsung A20 ha, còn hay là hết. Đó, anh em cứ nhắn cho mình một cái tin nhắn qua bên Zalo. Zalo mình số này mình không có chặn ai hết, anh em cứ qua bên Zalo nhắn cho mình một cái tin nhắn như vậy thì mình sẽ quay một đoạn, mình sẽ review trực tiếp kỹ hơn cho anh em để được anh em được nắm nhiều hơn ha. Còn qua cái video trên YouTube này á thì TD sẽ nói ngắn gọn thôi để anh em được nắm bắt được tí xíu ha. Còn anh em những nắm bắt mà những cái vấn đề mà cụ thể hơn thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo nha. Rồi thì anh em nhớ nha, video hôm nay là ngày 20 tháng 9 nha anh em. Thì mình có vài con hàng full hợp nè. Đó, thì bây giờ hàng full hợp này mình sẽ thanh lý cho anh em luôn. Còn bảo hành hãng, bảo hành thế giới di động nha. Đây là con Realme 8 nè anh em nha. Con Realme 8 bản 5G và nó là bản 5G, bản RAM 8 cộng 3, bộ nhớ là 128 lần, màn hình cực kỳ to luôn 6,5 inch, pin là hơi bị trâu nha, 5000 nha, cam là 48 chấm và hiện tại nó xài Android 11. Phụ kiện zin theo máy nè, không zin cho anh em luôn máy, ngoại hình hơi bị đẹp 98-99% luôn nha. Đó, cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh. Con này sạc cực kỳ nhanh nha anh em ha. Đó, ra hỗ trợ là RAM 8 cộng 3 nha. Thì anh em mà muốn cam kết bao nét không nét cho anh em máy luôn ha. Đó, hàng full hợp thì anh em xài con này thì TD sẽ thanh lý lại cho anh em giá là 5 triệu chẵn nha. Bản 5G nha mọi người, bản 5G pin rất là trâu ha. Đó, bảo hành hãng, bảo hành thế giới di động cho anh em 6 tháng nha. Rồi tiếp theo là một con Samsung Galaxy nè, A12 nha. Samsung Galaxy A12, con này là bản của nó là bản RAM 6, bộ nhớ 128, đời 2021 nha mọi người, 4G ha, máy cực kỳ đẹp luôn. Đây đó, còn giấy còn này, nói chung là phụ kiện zin nè, dây sạc củ sạc zin hết nha. Đó, còn cái túi này nó bảo vệ lại luôn nè anh em ha. Thì con này thì anh em lấy thì mình sẽ thanh lý cho anh em giá là 2,7 triệu nha, 2,7 triệu cho anh em. Đó, máy cực kỳ đẹp nha. Nói chung là anh em mà quan tâm thì mình sẽ quay một đoạn, mình sẽ review qua bên Zalo cho anh em nhé. Đó, giá cực kỳ mềm cho anh em luôn, còn bảo hành cho anh em nha. Máy này mình sẽ bảo hành cho anh em 6 tháng hết nha. Đó, 2,7 triệu nha mọi người. Samsung Galaxy A12 cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh nha. Đó, nãy giờ mình nói cái mình quên cầm coi cho anh em xem, ngoại hình còn đẹp lắm anh em ơi. Đây ha, cái này là do mình chưa có lao. Đó, vỏ viền còn rất là đẹp nha ha. Cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh nè. Đây, con này gần hết pin, mình quên cắm sạc, mình chưa có cắm sạc đâu anh em. Đây ha, màn hình sáng lên cho anh em nhìn nè, máy cực kỳ đẹp nha. Samsung A12, Samsung Galaxy nha mọi người, A12 quá ok ha. Rồi tiếp theo là một con Realme nữa nè, Realme 7 nha, Realme 7 đây. Đó, con này thì bản của nó là bản RAM 8, bản RAM 8 bộ nhớ là 128 và con này chip Snapdragon nha anh em, chip rồng á. Đây ha, RAM 8 bộ nhớ 128, 4G, màn hình to 6,4 inch, pin là 4500. Chip Snapdragon của nó là 720 nha, là chip rồng á. Máy cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đây, phụ kiện zin theo máy, không zin cho anh em luôn nha, phụ kiện zin theo máy nè. Củ sạc, dây sạc. Đó, máy cực kỳ đẹp nha mọi người ha. Đây, cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh. Đó, rồi anh em thì lấy cái con Realme 7 Pro này thì mình sẽ cũng để lại cho anh em giá là 7 củ chẵn luôn, quên, sorry, 5 củ chẵn cho mọi người nha. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn, còn bảo hành hãng, bảo hành thế giới di động nha. Đó, con này còn bảo hành tới tháng 3 năm 2023, giá là 5 triệu luôn. Đó, bây giờ sẽ thanh lý cho anh em hết luôn. Con này là Vivo nè, Vivo V21 nha, Vivo V21, con này là bản 5G, bản 5G cho mọi người nha. Máy zin nè, máy zin nguyên cây, chưa bung gì hết nha. Đó, còn bảo hành hãng, bảo hành thế giới di động cho anh em 6 tháng. Máy cực kỳ đẹp luôn, bản RAM 8, bộ nhớ 128, pin là 4000 nha. Android 11 chấm, màn hình là hơi bị to luôn. Đó, đây. Máy zin nguyên cây nha anh em. Máy hơi bị đẹp luôn. Đó, cam kết đồ chụp bao nét,
Phụ kiện zin trong đây nè, phụ kiện zin theo máy nè, còn sách hướng dẫn đầy đủ hết, ốp lưng bao da đầy đủ trong đây nha anh em, thấy không? Đó, máy full hết nguyên cây nha. Còn con này thì cũng bảo hành cho anh em nha, bảo hành cho anh em 6 tháng luôn ha. Bảo hành cho anh em 6 tháng, ngoại hình hơi bị đẹp rồi, anh em nhìn đi. Đó, chắc chưa ha. Đó, cắp sạc tay xi hỗ trợ sạc nhanh nha mọi người. Rồi con này thì ti sẽ để lại cho anh em với cái giá là 4.9 triệu nha. Thanh lý rẻ luôn, 4.9 triệu cho anh em về xài nha. Máy và còn bảo hành ok hết á. Rồi một con hàng full hợp cuối cùng nha mọi người. Con hàng full hợp cuối cùng là một con Oppo Reno 2S. Quên up, xin lỗi anh em, Oppo Reno 2Z nha. Oppo Reno 2Z thì con này á là bản của nó là bản RAM 8, bộ nhớ là 256 luôn nha. Màn hình to 6,5 inch, pin là 4000. Pin là 4000, máy hơi bị đẹp màu xanh nha anh em. Màu xanh nha, phụ kiện nè. Đó, đầy đủ phụ kiện cho mọi người nha, dây sạc, tay phone đầy đủ hết. Đó. Đây máy cực kỳ đẹp luôn, màu xanh nè. Con này thì làm còn một con màu xanh ha. Máy đẹp khoảng 98-99% cho mọi người nha. Đây màn hình rất là ngon luôn. Con này thì anh em cắt, con này là cam nè anh em, cam thục thò luôn nha. Cam thục thò rất là ngon ha. Thì mình sẽ để lại cho anh em cái con này giá là 3.4 triệu thôi nha, 3.4 triệu anh em xài. Thì anh em nào mà quan tâm á, anh em cứ qua bên Zalo nha, nhắn cho mình một cái tin nhắn. Ừ, TT ơi, mình muốn mua một con cái con Oppo Reno 2 Reno 2Z nè, cái bản là bản RAM 8, bộ nhớ là 256 á. Đó thì TT review cho mình nha. Thì mình sẽ review cho anh em kỹ càng hơn. 3.4 triệu thôi nha mọi người, 3.4 triệu anh em xài. Đó, nói chung mấy con hàng full hợp là quá chắc rồi nha. Rồi tiếp theo là bây giờ là con số nè, mình có đánh số thứ tự nè. Bây giờ là số 1 nha. Đây số 1 mình bán mấy cây chữa trái cho anh em nè. Đó, đây là con Samsung Z5 nha. Samsung Z5 màn AMOLED rất là đẹp anh em. Con này màn AMOLED cực kỳ đẹp luôn ha. Đây anh em, con này là màn AMOLED nha. Màn AMOLED rất là đẹp luôn. Đó, bán cho anh em chữa trái nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube bao ngon. Cái nút tăng giảm âm lượng nó thụt vô nè ha. Tăng giảm âm lượng nó thụt vô nhưng mà bấm vẫn được nha mọi người. Con này tăng giảm âm lượng có nghĩa là mình dùng cái móng tay mình bấm nha. Đó, bấm vô nó vẫn ăn. Ví dụ anh em xem YouTube đây, anh em thấy nó hiện lên không? Bấm mạnh một tí xíu là nó hiện lên nè. Nên thanh lý cái giá rẻ cho anh em 550 nha, ngoại hình như thế này. Đó, nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube bao ngon. Màn AMOLED nha, ra ngoài nắng không sợ bị chói nắng. 550 thôi, con số 1. Đây cũng là một con số 1 nữa nè. Con này là Sony Xperia L1, RAM 2 bộ nhớ là 16 nha. Con này là RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình là 5,5 inch. Màn rất là đẹp nha. 650 thôi. Đây. 650 cho anh em xài, máy cực kỳ ok luôn, thích hợp nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, cam kiếp chụp bao nét nha. Nói chung là mấy con này thì bây giờ mình sẽ review nhanh một tí xíu. Đó, cam kiếp nói chung là tương đối thôi anh em. Bán cho anh em chữa trái nghe gọi Zalo, TikTok gì đó ngon lành ngành đầu. 6.5 triệu thôi nha, bản RAM 2 bộ nhớ 16. Sony nha mọi người, con này là Sony Xperia L1. Đó, là số 1. Rồi số 2 nha. Số 2 cũng là một con Sony nữa nè. Đó, thì con này là Sony Xperia XA nha, XA. Đó, thì con này là bản của nó là bản RAM 2 bộ nhớ là 16, màn hình là 5 inch, pin là 2300. Con này thì mình cũng để lại cho anh em giá 6 xị thôi. 6 xị anh em xài nha. Con này là mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube ngon lành cành đào. Cáp sạc tay xi này anh em, cái con mà 6.5 triệu là cáp sạc tay xi nè nha. Hỗ trợ sạc nhanh nha anh em, cái con mà 6.5 triệu này nè. Đó, còn con này là 6 xị thôi, con số 2 nha. Đó, thích hợp cũng vậy, nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube rồi ngon lành cành đào nha anh em. Rồi số 3. Số 3 là mình có hai cây. À, một cây này thôi. Samsung A02 nha. Samsung A02, con này là bản của nó là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, màn hình to 6,5 inch, 4G, pin là 5000, pin hơi bị trâu nha. Android 11 chấm, giá 1.7 triệu. Con này pin cực kỳ trâu luôn. Nói chung mấy con này anh em mua về xài không sợ hết pin, nói chung xài rất là ngon ha. Nói chung mấy người mà mát anh chị đồ lớn lớn tuổi mình mua mấy này về xài không sợ hết pin, rất là ngon nha. Samsung A02 pin tới 5000 lần, Android 11 chấm nữa. Màn hình lại to, nhìn rất là rõ nha mọi người. Đó, số 3, giá là 1.7 triệu. Rồi số 4 nè. Số 4 là một con Samsung Z7, Samsung Z7 Pro nha. Samsung Z7 Pro, con này là RAM 3, bộ nhớ là 32, pin là 3600, chip là Exynos 7870. Giá 1.5 triệu cho anh em thôi.
Và những con điện thoại này tặng đầy đủ phụ kiện nha, ốp lưng cường lực bộ sạc cho anh em, đây màn nè. Ok nha anh em. Cam kiếp chụp ngon lành cành đào ha. Đó, con này là Samsung J7 Pro. Samsung J7 Pro nha, màn zin vỏ zin. Đó. Giá 1,5 triệu thôi, số 4 nha. Rồi con số 5. Đây, số 5. Số 5 là một con Vivo. Vivo V9 ha. Vivo V9 hay còn gọi là mã số của nó là 1723. RAM 4, bộ nhớ là 64 nha. Màn hình to 6,3 inch, pin là 3200. Chip Snap là 626 nha. 4G, con này thì mình sẽ để lại cho mọi người giá là 1,7 triệu. Con này giá 1,7 triệu thôi ha. Ngoại hình nè, ngon lành cành đào nha anh em. Màn rất là ngon luôn nè, màn hình tay thỏ nè ha. Màn hình tay thỏ đó. Màn zin nha mọi người, con này là màn zin nha. Bản RAM 4, bộ nhớ 64, V9, giá 1,7 triệu cho anh em ha. Con số 6 là một con Huawei Nova 3i. Con này là bản RAM 4, bộ nhớ 128, màn hình to 6,3 inch, pin là 3300, 4G nha, giá 1,7 triệu thôi. Con này để lại cho mọi người giá 1,7 triệu. Ngoại hình thì vỏ cái viền nó chày nè anh em, cũ theo thời gian nha, viền chày thấy chán luôn. Đó, chày chày nha. Đây viền chày. Nhưng mà con này thanh lý cho anh em giá 1,7 triệu, bản RAM 4 nha mọi người. Bản RAM 4, bộ nhớ 128, màn hình như thế này ha. À, màn zin bị phản quang nè, anh em thấy không? Ừ, phản quang trắng trắng đây nè. Thì thôi, màn hình nó phản quang như thế này, để lại cho anh em giá 1,6 triệu luôn nha. Con này để lại cho anh em giá 1,6 triệu anh em xài, thanh lý rẻ luôn á ha. Con số 6 nha, 1,6 triệu. Rồi tiếp theo con số 7 nè. Số 7 là một con Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro nha mọi người. Máy cực kỳ đẹp, màu xanh đen nè, màu đen nha. RAM 6, bộ nhớ 128, màn hình là 6,53 inch, 4G, pin là 4,500 ha. Chip là Helio G90T, giá là 2,7 triệu nha. Máy ngoại hình đẹp nha anh em, con này là màu đen. Cáp sạc tay si hỗ trợ sạc nhanh nha. Đó, máy hơi bị đẹp luôn anh em ha. Cam kiếp chụp bao nét cho mọi người. Con này thì mình sẽ để lại cho anh em giá là 2,7 triệu thôi. 2,7 triệu nha, Redmi Note 8 Pro nha anh em. RAM 6, bộ nhớ 128, pin rất là trâu luôn. Mấy con này anh em chiến game rất là ngon nè. Rồi con số 8. Số 8 là một con Nokia 3.4 ha. Ngoại hình đẹp nè, anh em thấy chưa? Nokia 3.4, RAM 4, bộ nhớ 64, 4G, màn hình to 6,4 inch, pin là 4000, giá 1,9 triệu thôi ha. Cam kiếp chụp bao nét, vân tay vân chân còn đầy đủ nha. Ngoại hình vì phiền vứt, máy zin nguyên cây ha. Mấy con Nokia này anh em mua về xài hơi bị đỉnh luôn. Đó, máy zin nguyên cây nha mọi người ha. Cam kiếp đầu bao nét, giá 1,9 triệu. Giá 1,9 triệu tặng đầy đủ phụ kiện. Vivo số 9 nha. Con số 9, Vivo Y11. Con này là bản của nó là bản RAM 6, bộ nhớ lên đến 128 nha. RAM 6, bộ nhớ 128, 4G, pin là hơi bị trâu anh em. Pin của nó tới 5000 lần, màn hình là 6,35 inch, 2,3 triệu thôi nha. Màn cực kỳ đẹp luôn. Màn cực kỳ đẹp nha. Cam kiếp thì bao ngon. Đó, anh em cứ yên tâm. Máy full thì mình sẽ nói full, máy nào lỗi thì mình sẽ nói lỗi ha. 2,3 triệu thôi. RAM 6, bộ nhớ 128, máy này chiến game là hơi bị ngon luôn. Pin lại rất là trâu, pin 5000 nha mọi người. Rồi số 10. Số 10 là một con VMAX Activa ha. VMAX Activa. Vỏ viền hơi bị xấu nè ha, bị chày đó. Vỏ zin thì vậy thôi anh em, vỏ zin nha. Đây còn email đầy đủ dưới đây nè. RAM 6, bộ nhớ là một RAM 6, bộ nhớ 64. Màn hình to 6,4 inch, 4G, pin là 4000, chip là Helio B60. Con này thì mình sẽ thanh lý cho anh em giá là 1,9 triệu nha. 1,9 triệu anh em xài, cam kiết nè, cam thục thò luôn nha mọi người. Đây, cam selfie là cam thục thò nè, anh em thấy không? Nè, đó, cam sau nó thục xuống nè. Đó, cam trước thì nó sẽ thục lên nè. Đó, bao nét nha. Mấy con này thì anh em mua về chiến game hay mình xài cũng rất là ngon luôn. Giá 1,9 triệu thôi ha. Con số 10. Rồi tiếp theo nha mọi người. Tiếp theo là số 11 ha. Số 11 Oppo F1S. Con này là bản của nó là bản RAM 3 nha. RAM 3, bộ nhớ là 32, pin là 3000, màn hình là 5,5 inch. Vỏ viền thì cũ theo thời gian, phẩy nha mọi người. Đó, con này thì ok hết, màn đẹp nha, màn zin vỏ zin, cam chụp bao nét. Đó, con này thì để lại cho mọi người giá là 1,250,000 nha. 1,250,000, số 11 nha, Oppo F1S. Đó. Và số 12 là một con Samsung A7.
Samsung A7 đời 2017 thì phải anh em ha. Đó, RAM 2, bộ nhớ là 16 và con này là bản xài được một sim, màn hình to 5,5 inch. Snap của nó là chip Snap là chip rồng anh em, 615. Màn rất là đẹp luôn. Con này màn này anh em nhìn là cái màn hơi bị đẹp nha. Đó, màn hơi bị đẹp luôn. Rồi thì con này mình sẽ thanh lý anh em, giá rẻ là chỉ có 950 thôi. 950 để anh em xài nha. Số 12, Samsung A7. Đó. Rồi, số 13 nè, là một con Samsung nữa, là Samsung J7. Đời 2015, vỏ phẩy nè, vỏ viền rồi ha, bị xấu anh em, vỏ xấu nè. Vỏ zin thì vậy thôi nha. Anh em muốn mua cái vỏ mình mua cho anh em cái vỏ khác. Tặng được một ốp lưng nha. Đó, Samsung J7 tặng cho anh em một cái ốp lưng. RAM 2 bộ nhớ là 16 mà RAM 2 nha anh em. Con này là bản RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình là 5,5 inch, pin là 3000. Và con này thì mình sẽ để lại cho anh em giá là 950 luôn nha. 950 luôn, có nghĩa là con số 12, số 13 bằng giá nha. 950 nha. Rồi. Con số 14 nè. Đây là con số 14, là một con iPhone. Đây là iPhone 6 Plus bản 64GB và nó là bypass rồi mọi người. Con này thì bypass rồi nha anh em. Con này bypass rồi. Chủ yếu là mình bán cho anh em. Con này thì bán cho anh em nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube. Có nghĩa là con này không gắn sim vô nghe gọi được ha. Chỉ sử dụng bằng wifi. Đó, mình chỉ nói đơn giản như vậy. Đó, bypass rồi. Anh em có tài khoản, không có tài khoản, mình sẽ cho anh em một cái tài khoản để anh em tải về. Con này là 64GB nha. 6 Plus bản 64GB luôn. Ha. Đây, hình như không biết vân tay còn hay không. Như là con này còn vân tay luôn hay sao anh em ơi, để mình xem. Đó. Đây. Thấy không? Vân tay còn luôn nha. Con này vân tay còn luôn, nói chung là chỉ có con này là bản 64GB luôn, pin cũng còn pin là tương đối thôi, pin pin zin của nó. Thanh lý cho anh em giá 1,1 triệu thôi nha. Con này thanh lý cho anh em giá 1,1 triệu anh em xài. Rồi số 15. Số 15 là một con Vivo i15 ha. Con này là Vivo i15, con này là bản của nó là bản RAM 4, bộ nhớ 64, vỏ thì xấu nha, vỏ viền hơi bị xấu luôn. Đó, thấy không, chày nha. Thì con này là bản RAM 4, bộ nhớ 64, pin là lại là trâu nha mọi người. Pin con này tới 5000 lận, 4G. Thì thôi con này mình để lại cho anh em giá 1,9 triệu thôi. 1,9 triệu nha, tại vì pin nó rất là trâu, máy zin nguyên cây, màn hơi bị đẹp anh em ha. Con này màn hơi bị đẹp luôn, màn zin rất là đẹp, cam kết chụp bao nét nha. Đó, 1,9 triệu. Ở số 16 nè. Số 16 là một con Oppo A52 ha, vỏ zin, màn zin nha, vỏ zin cũ phẩy theo thời gian. Đó, chày cam, cụm cam thì nó trên cái mặt kính nó bị chày cụm cam nha anh em, chày chày. Đó, nhưng mà cam chụp rất là nét. Bản RAM 6 cộng 2 là RAM 6 mở rộng lên 2 ha. Bộ nhớ 128, màn hình to 6,5 inch, 4G. Chip Snapdragon là chip ROM của nó là 665, pin là 5000. Con này thì mình sẽ thanh lý cho anh em là 3,2 triệu nha. Đây, Oppo A52 nè mọi người. Đó, bản RAM 6 mở rộng 2 là RAM 6 cộng 2 nè. Máy ok, cam kết chụp ngon lành trình đào nha, bao nét anh em. Máy con này thì máy full hết ha. Nghe gọi ngon lành, máy này thật sự mà chị em phụ nữ mà mua máy này về xài là hơi bị ngon. Rồi, 3,2 triệu tặng đầy đủ phụ kiện nha anh em. Ha. Oppo A52. Số 17 là Samsung A50. Samsung A50 nha. RAM 4 bộ nhớ là 64, màn hình 6,4 inch, 4G. Chip là Exynos 9610, 2,3 triệu thôi. À, vỏ zin, màn zin. Con này thanh lý cho anh em 2,3 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Đó, màn rất là ok, cam kết chụp ngon lành trên đầu. 2,3 triệu cho anh em. Rồi số 18 nha. Số 18 là một con Samsung A71. Samsung A71 RAM 8, bộ nhớ là 128, màn hình to 6,7 inch. Đó, pin là 4500, 4G, chip Snapdragon của nó là 730, cam là 64 chấm, vỏ viền còn đẹp nha anh em. Cái này thì nó hơi dính, nói chung nó hơi cũ theo thời gian tí xíu nè. Đó, màn bao đẹp, màn zin theo máy ha, hơi bị đẹp cho anh em xài nha. Đó, máy ngon lành cành đào nha anh em, màn zin, vỏ zin ha, máy hơi bị đẹp luôn. Con này thì TD sẽ thanh lý cho anh em giá là 4,2 triệu. 4,2 triệu tặng đầy đủ phụ kiện nha, miễn phí ship, cam chụp bao nét nha mọi người, cam chụp bao nét. Đó. Rồi tiếp theo là con gì đây? Tiếp theo là con số 19. Số 19 là một con Samsung nha. Samsung A02s RAM 3, bộ nhớ là 32, con này là RAM 3 bộ nhớ là 32.
Màn hình là con này màn hình như là 6,2 6,3 inch anh em, nói chung màn hình hơi bị to luôn. Đó, Android 10.4G, pin 5000 nha, pin con này hơi bị trâu, 5000. Chip Snapdragon của nó là 450, giá 1.950.000 ha. Rồi thôi đợi cho anh em giá 1.900.000 thôi nha. Cáp sạc nè, cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh luôn nha mọi người. Con này cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh luôn. Máy hơi bị đẹp, zin nguyên cây á nha. Con này mình thu lại từ người dùng nè, máy zin nguyên cây ha. 1950. Đó, số 20. Samsung A51. Samsung A51 nha. Con này là RAM 6 bộ nhớ 128. RAM 6 bộ nhớ 128, màn hình to 6,5 inch, pin là 4000, 4G, chip là Exynos 9611, 3.3 nha. Máy đẹp nha anh em, vỏ viền còn ngon lành ha, cam kiếp chụp bao nét, màn zin. Màn zin nha. Đó, máy ngon lành cành đào, tại con này mình mới mấy này mình mới khởi động lại. Nói chung là bao đẹp ha. Để lại cho anh em giá là chỉ có 3.3 thôi, Samsung A51 nha. Máy này thật sự anh em mua về hả, mua về mình làm YouTube, mình nói chung mình làm máy sử dụng cũng rất là ngon, máy phụ máy chính gì cũng rất là ngon nha. Cam kiến nè anh em xem nè, mình test cái cam cho anh em thử nha. Cam ok nha, rất là nét luôn, mọi người cứ yên tâm. Bao test 7 ngày, máy loại đổi máy khác. Thì anh em nhớ nha, video hôm nay là ngày 20 tháng 9, thì anh em cứ nói rõ video ngày 20 tháng 9, con số 20 đó còn hay hết, hay anh em cứ nói rõ là còn video ngày 20 tháng 9, con Samsung A51, Samsung Galaxy nha anh em. Mấy con dòng này là Samsung Galaxy hết, nhưng mà mình nói ngắn gọn là Samsung A351 thôi cho anh em dễ hiểu nha. Đó, rồi số 21 nè, Oppo Reno 3 nha. Máy zin nguyên cây luôn, RAM 8 bộ nhớ 128, 4G, pin là 6000, pin là 4025. Chip nha, con là chip Helio B90. Đó, Android 10 chấm ha. 3.2 thôi. Máy zin nguyên cây nha mọi người. Con này là màn zin vỏ zin, cam kiếp chụp Oppo Reno thì cam chụp bao nét. Đó, cam sau nè. Cam selfie nè. Ha. Đó, bao nét nha. Máy này anh em mua về, mấy chị em phụ nữ mua về xài mấy con Reno này là hơi bị đẹp, chụp hình rất là ảo diệu luôn. 3.2 thôi. Rồi. Số 22 nha mọi người. 22 là con up con Sony, quên lộn, Samsung Note 10 LED nha. Con Samsung Note 10 LED máy hơi đẹp luôn, RAM 12 bộ nhớ là 256, màn hình cực kỳ to 6,8 inch nha, 4G, pin là 4300, Android 12 chấm. Giá con này mình để lại cho anh em là 7 triệu chứ, con này để lại cho anh em giá là 7 triệu nha. Máy hơi bị đẹp luôn anh em ha, màn zin không ám ố gì hết, màn hình cong nè, cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh nha, ngoại hình đẹp tầm khoảng 95-97% nha mọi người ha. Cam kiếp chụp nè, mấy con Note này chụp thì cam miễn bàn, ảo diệu chưa, cam hơi bị nét luôn ha, cam sao nè đó ha. Con Samsung Note 10 nha, Note 10 LED nha anh em ha, hàng Note thì xài rất là đã rồi. Anh em xài mấy dòng này thì anh em biết. Giá 7 củ chẳng nha, tặng đầy đủ phụ kiện. Số 23 là một con Samsung A20. Samsung A20 RAM 3, bộ nhớ là 32, 4G, pin là 4000. Con này để lại cho mọi người giá 1.800.000, ngoại hình còn ngon lành nha. Cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh ha. Đây, con này mình thu lại từ người dùng này nè. Con này mình thu lại từ người dùng, mình chưa có reset máy ha. Đó, máy còn ok nha, máy ngon lành cành đào, zin hết. Giá 1.800.000 thôi, Samsung A20 nha, cam kết chụp bao nét. Rồi số 24 nè, 24 là một con iPhone 11, bản 64GB, máy quốc tế, pin là 86%. Con này là màn zin bốc máy nha mọi người. Con này là màn zin bốc máy rồi, giá là 7.800.000 cho mọi người xài ha. Màn zin bốc máy, pin là pin zin. Đó, máy ok hết nha, không dính tài khoản, không ai lao, bao reset thoải mái. Rồi, để lại cho anh em giá là 7.800.000 nha. Con nó để lại cho anh em giá 7.800.000. Rồi, tiếp tục nha mọi người, là con số 25 ha. Số 25 là một con XS Max, bản 64GB, máy quốc tế. Con này là pin thay mới nha mọi người, giá là 7.500.000 thôi. Máy không dính tài khoản, không ai lao, bao anh em reset thoải mái nha. Con này mình tắt nguồn rồi, mình quên mở nguồn. Ở nói chung là mấy con này thì anh em mua về xài là hơi bị ngon, máy zin nguyên cây nha. Đó, bao test 7 ngày, máy lỗi đổi máy khác, máy cực kỳ đẹp nha anh em, cam kiết chụp bao nét,
anh em muốn mua con này anh em cứ qua bên Zalo nhắn cho mình một cái tin nhắn ha. Máy cực kỳ đẹp nha, thanh lý cái giá rẻ luôn, chỉ có 7,5 triệu thôi. Màn zin nha anh em, đây lên này nè, màn zin cho mọi người xài nha, mấy con này là màn zin anh em xài cứ yên tâm. Đó, cam chiếc cam khí đồ ngon, nhận diện khuôn mặt đầy đủ nha, Face ID chu toàn đầy đủ. Ha, cam kiết đây, cam selfie nè, ổn nha, cam sao nè, anh em chờ mình xíu. Đó, do đây đó, do cái camera của mình nha anh em, cam ok nha, cam rất là nét luôn. Mấy iPhone thì chụp cái này thì iPhone chụp thì cam nó rất là thật. 7,5 triệu thôi, XS Max nha. Rồi mình có một con iPhone XR nè nha, iPhone XR bản màu đỏ, máy zin nguyên cây, bản quốc tế 64GB ha. Đó, giá là 5,4 triệu, hình như pin con này là pin mới thay luôn hay sao ha, pin còn 9 mấy%, pin zin của máy luôn nha anh em, con này là zin nguyên cây nha. Đó, vân tay Face ID còn đầy đủ hết, anh em mua về xài bao test 7 ngày máy lỗi nó đổi máy khác nha ha, pin còn 80% nha mọi người, pin zin nha, con này là pin zin còn 80%, máy zin nguyên cây luôn á ha, máy zin nguyên cây. Cam kiếp thì khỏi phải nói rồi, iPhone mà cam chụp rất là thật nha. Rồi chốt lại cho mọi người nha, chốt lại cho mọi người con này thì để lại cho anh em giá là 5,4 triệu thôi, 5,4 triệu anh em xài nha. Chu toàn đầy đủ, máy ngon lành cành đào nha. Rồi 5,4 triệu thôi, iPhone XR bản quốc tế. Rồi số 27 là một con iPhone 8 lớp, máy quốc tế nha, bản 64GB, máy full hết, pin là pin 100% nha, pin mới, giá là 4,7 triệu cho anh em xài. Đây, màn rất là đẹp luôn anh em, màn zin nha, con này là màn zin cực kỳ đẹp, anh em mua về chỉ có việc xài thôi ha. Đó, 8 lớp màu đỏ, anh em chị em phụ nữ mua này về xài ngon, máy đẹp khoảng 98% nha, 4,7 triệu thôi. Đó, số 28 cũng là một con 8 lớp mà con này là bản 256GB, máy quốc tế luôn, pin là pin mới luôn nha, giá là 5,4 triệu cho anh em xài ha. Máy đẹp cực kỳ luôn, màn đẹp vỏ đẹp nha anh em ha, màn đẹp vỏ đẹp, cam kiếp chụp bao nét, bản 256GB thì mình tha hồ mà mình chụp hình, quay phim, lướt web, lưu hình ảnh mà không sợ hết bộ nhớ, 256GB lần ha, ngoại hình hơi bị đẹp nha, 5,4 triệu. Đó, số 29, iPhone X bản 64GB, máy quốc tế, pin thay mới nha, pin 100%, giá là 4,9 triệu cho anh em, 4,9 triệu cho anh em xài nha. Máy hơi bị đẹp luôn, con này là máy zin nguyên cây luôn nè. Đó ha, máy zin nguyên cây luôn, pin mới thay nè, nói chung là pin mới, chu toàn đồ còn đầy đủ anh em ơi ha. Nói chung máy này mua về xài là hai vị ngon rồi, cam kết chụp bao nét nha. iPhone X giá 4,9 triệu. Số 30 nè, iPhone 8G bản quốc tế 64GB, pin là pin mới thay, cũng là pin mới 100%, giá là 3,000 chẳng cho anh em thôi. Màu trắng nha, máy zin nguyên cây. Đó, đây, cam kiếp chụp bao nét, màn zin với men zin ha, màn zin men zin hết nha mọi người, cam nè. Ngon lành cành đào nha, full hết. Giá là 3,000 chẳng. Rồi số 31. iPhone 7 lớp, con này là bản 128GB màu đen, máy full nha, không dính tài khoản, không ai lao, vân tay vân chân thì còn đầy đủ luôn, pin thì còn là 92%, con này pin 92%, giá là 3,5 triệu ha. Đây, máy ngon lành nha, vân tay vân chân còn đầy đủ nha mọi người, con này là máy full hết, chỉ có cái pin là còn 92% nha, máy ok hết, ngon lành cành đào, cam bao nét, đây cam sao nè, selfie nè ha. Rồi chốt lại cho anh em nha, con này là 3,5 triệu cho anh em xài. Rồi nãy mình có Zalo khách gọi anh em 31 rồi đúng không, giờ tới 32 nha, xin lỗi anh em nhiều. Số 32 là một con, cũng là một con 7 lớp bản 32GB thôi nha, con này bản 32GB, nó là bản Việt Nam, mắt vân tay màu bạc nha anh em, con này là màu bạc, pin là pin mới thay, giá 3,000 thôi nha, giá 3,000 anh em xài, con này thì chỉ bị mắc vân tay và nó là bản Việt Nam nha anh em, bản Việt Nam xài ngon lành cành đào, màn rất là đẹp luôn ha, cam kiếp chụp ngon lành ha, con này do mình chán cái cam lại nè, đó nét chưa, full hết nha, chỉ bị mất vân tay, pin mới thay. Đó, con này thanh lý cho anh em giá 3,000 thôi nha, 3,000 cho anh em xài, quá ok luôn đúng không, 7 lớp
bản 32GB chỉ bị mất băng tay mà giá có 3 triệu à. Rồi số 33 iPhone 6S Plus, con này là iPhone 6S Plus bản 64GB chỉ bị mất băng tay, pin là pin mới thay, ngoại hình còn đẹp nha. Phải nè, nói chung là ngoại hình thì cái vỏ ở chỗ này nó phẩy nè anh em, thấy không? Ha, chày. Nhưng mà được cái là bản 64GB, giá 2 triệu tư thôi mọi người nha. 2 triệu tư cho anh em. Đó, máy ok hết nha. Cam kiết chụp bao nét, anh em mua thì anh em cứ qua bên Zalo. Atelier video ngày 20 tháng 9 ha. Con số 33 còn hay là hết, hay là anh em cứ nói là video ngày 20 tháng 9 con iPhone 6S Plus bản quốc tế 64GB 2 triệu tư còn hay là hết, thì mình sẽ tư vấn cho anh em nha. Anh em qua bên Zalo, anh em nói quay một đoạn review cho mình xem. Đó, như là chụp hình pin bọt này nọ đó, mình sẽ chụp hình mình gửi qua cho anh em. Anh em cứ yên tâm, khi nhận hàng thì mình được quyền mình mở hộp, mình kiểm tra trước khi mình thanh toán ha. Rồi, tiếp theo là con số 34 nè. Cũng là một con iPhone 6S Plus bản 64, cũng là máy quốc tế luôn ha. Mắt vân tay cũng là pin thay mới, pin 100%, nhưng mà con này thì 2 triệu mốt thôi. Viền, vỏ viền thì hơi bị xấu, anh em thấy không ha. Dưới cái là cam sau hình như nó hơi mờ nha, cam sau nó hơi mờ nên mình để cái giá rẻ cho anh em luôn, để anh em có thể anh em chiến game. Anh em nào mà không thích chụp hình, anh nam, mấy bạn nam mà không thích chụp hình, nó cam nó cũng không nét nữa. Nói chung là nó cũng không phải mờ lắm đâu anh em, mờ mờ thôi, nhưng mà mình vẫn thanh lý cái giá rẻ cho anh em ha. Bán bỏ cam cho anh em luôn, 2 triệu mốt thôi đó. Viền vứt thì cũ theo thời gian nha, tặng đầy đủ phụ kiện, 2 triệu mốt à, quá rẻ đúng không. iPhone 6S Plus số 35 7G nha. iPhone 7G, con này là bản 32GB, máy quốc tế, máy full hết, không dính tài khoản, không ai lao. Pin là pin 90%, vỏ viền thì tầm khoảng 90% nha anh em. Ngoại hình thì tầm khoảng 90%, thì con này 2 triệu 2 thôi. Pin là 90 nha, vân tay, vân chân còn đầy đủ. iPhone 7G, ha. Màn zin nha, màn zin cam kiết chụp bao nét. Cam, anh em chờ đi xíu. Đây, cam sau, ha. Cam selfie, ổn nha mọi người. Đó, băng tay thì còn đầy đủ luôn, số 35, 7G, giá có 2 triệu 2 thôi. Rồi số 36 nè, iPhone 6S bản 16GB, con này là iPhone 6S bản 16GB, ngoại hình hơi bị xấu luôn anh em. Đó, vỏ đầu mớp méo nè, ha. Nhưng mà bản Việt Nam, con này là bản Việt Nam, chỉ bị mất băng tay thôi. 6S mà bán như một con 6G luôn, thật sự luôn, con này thanh lý cho anh em như con 6G vậy. Có 1 triệu 4 à, nha. 6S thì cấu hình nó hơi mạnh, anh em chiến game hơi bị ngon luôn. Con này là anh em chiến game hơi bị ngon ha. Đó, chỉ bị mất vân tay nha, pin là pin thay mới rồi, 100%. Mua con này về chiến game là ok á. Triệu tư 6S nữa, iPhone 6S mà giá có 1 triệu 4. Đó, thanh lý giá rẻ luôn. Rồi số 37 nè, iPhone 5 SE nha. iPhone 5 SE. Đó, con này là bản 32GB. Bản 32GB pin là, nói chung là con này là máy zin từ A đến Z, zin từng con ốc luôn. Thanh lý cho anh em con này thì mình để là cho anh em giá 2 triệu mốt nha. Máy cực kỳ đẹp, viền vứt không bị mớp méo gì hết luôn nha anh em. Con này là viền vứt không bị mớp méo gì luôn. Máy zin nguyên cây ha. Cam kiếp chụp bao nét. iPhone 5 SE là cấu hình của iPhone 6S, nên anh em xài rất là đã luôn, xài cực kỳ mượt, pin này rất là trâu nha. Con này thì bản 16GB, cũng là 5 SE, nhưng mà con này là màu bạc nha anh em. Cũng là máy đẹp, 98-99%, viền vứt còn ngon lành cành đào. Con này là bản 16GB thôi, nên giá là 1850 ha. 1850 cho anh em. Rồi số 39 nè. Số 39 là một con iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus bản 16GB, con này là mắc vân tay nha. Mắc vân tay, pin là pin thay mới, ngoại hình hơi bị đẹp lên nha mọi người. Con này là ngoại hình hơi bị đẹp luôn. Đó, thấy không? Giá 1 triệu rưỡi cho anh em xài nha. Con này để lại cho anh em giá 1 triệu rưỡi à. Quá ngon đúng không? Con này ok nha, màn đẹp, màn zin nha mọi người, cam kiết chụp bao nét, thích hợp Zalo, Facebook, YouTube là ngon, bao reset thoải mái, không dính tài khoản, không ai làm. Rồi số 39 nha. Rồi tiếp theo là mình có mấy con máy tính bảng nữa nè, review cho anh em luôn. Samsung Tab A ha. Samsung Tab A hay còn gọi là T285. Con này là RAM 1.5, bộ nhớ là 8, xem YouTube ngon lành nha anh em. Gắn SIM vô nghe gọi được luôn. Con này là gắn SIM vô nghe gọi, xem YouTube bằng ứng dụng YouTube đàng hoàng nha mọi người ha. Nói chung là con này là anh em xem YouTube rất là ngon luôn. Đây YouTube đây. Đó. Nói chung là mình con này thì bán rẻ cho anh em chỉ có 950 thôi. 950 mà gắn SIM vô nghe gọi được luôn ha. Gắn SIM vô nghe gọi được. Đây.
hơi bị đẹp nha anh em, nghe âm thanh rất là đã luôn đó. Thì anh em mua thì mình sẽ review cho anh em. Tab A nha, 950. Rồi tiếp theo là iPad nè, iPad E1 nha anh em. Con này là iPad E1 bản 16GB, ngoại hình nè, nói chung là ngoại hình tầm khoảng 95% ha. Viền vứt thì hơi bị chày chày nè đó. Xài được sim nha, con này là xài được sim luôn, nhưng mà bản của nó là bản 16GB thôi, xài wifi, xài sim, giá là 2,5 triệu anh em xài. Màn hình to nè ha, con này màn hình to hơi bị đẹp, con này thì màn hình hơi bị đẹp luôn đó. Ok hết nha mọi người, ok hết nha. Con này thì anh em mua mình gắn sim vô, mình đi xa mình để lên xe, mình để lên xe mình sử dụng cái này nọ, mình chạy Google Map này nọ cũng rất là ngon, rất là tiện lợi nha. Đó, 2,5 triệu thôi, iPad E1 bản 16GB. Rồi mình có một con iPad E2 nè. iPad E2 thì cấu hình nó cao hơn E1 nha, iOS cao luôn, iOS 12.50 mấy lận, tha hồ mà tải ứng dụng gì tải cũng được hết. Và con này cũng vậy, là bản vừa bản wifi vừa bản xài sim, 16GB, 2,6 triệu cho anh em. Con này thì viền vỏ hơi bị xấu, nên mình có tặng cho anh em nha. Những con này thì mình có tặng cho ốp lưng làm quà ha. Đây, E1 hay E2 đều tặng cho một cái ốp lưng như thế này. Tặng nha, ốp lưng này anh em biết bao nhiêu tiền không? 150 một cái ốp lưng nè, ốp lưng mới hoàn toàn. Đó, mình biết là con này nó hơi xấu nên cũng tặng cho anh em một cái ốp lưng luôn ha. Xài wifi, xài được sim rất là ngon nha. Đi đường, thật sự đi đường xài Google Maps là hơi bị đỉnh, bỏ lên xe thôi. Tuy là ngoại hình nó xấu nhưng mà cái kết cấu nó đẹp nè ha. Đây, mình cho anh xem. Đó, con này hình như mình chưa có mở nguồn lên hay sao. Đây, nè, lên nè. À, con này á, có nghĩa là vậy nè anh em. Con này nút nguồn nó hơi cứng, nút home này nè, nó hơi cứng tí xíu. Anh em bấm một cái lực mạnh nha. Đó, anh em bấm một cái lực mạnh thì nó mới hiện lên. Vậy thôi. Còn lại là anh em gắn sim vô, đi đường rất là ngon luôn. Xài dùng Google Maps hay cái gì là rồi quá đã. Ha, tải tắt. Được tất cả các ứng dụng nha, con này là tải được tất cả các ứng dụng. Nếu mà trường hợp tải không được, trả lại cho TT, ok chưa? Ha, 2,6 triệu thôi mà còn tặng sạc ốp lưng. Đó, tặng sạc ốp lưng. Đó, anh em muốn cường lực cho anh em luôn một cái cầm lực cường lực. Ok chưa? Rồi vậy là video hết rồi anh em. Thì anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ nha, 0963 595 262. Và đây cũng là số Zalo của mình luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì video hôm nay TD đăng hơi chảy một tí xíu, anh em thông cảm nha. Bye bye.